Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Tiểu sử Trương Thị Lệ Khanh, nữ hoàng cá tra chèo lái tập đoàn thủy sản Vĩnh Hoàn. Nữ hoàng cá tra Trương Thị Lệ Khanh nhiều năm liền được vinh danh là một trong những nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á nhờ sở hữu khối tài sản đồ sộ đến từ thủy sản Vĩnh Hoàn. Người sáng lập Vĩnh Hoàn là ai? Bà Trương Thị Lệ Khanh, sinh năm 1961, một người con vùng đất An Giang. Là con út trong một gia đình có bốn anh chị em. Sinh ra ở vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long, An Giang, nên có lẽ cái duyên với ngành thủy sản đã gắn với bà Trương Thị Lệ Khanh từ khi còn nhỏ. Sau khi tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Đại học Tài chính Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, nữ doanh nhân sinh năm 1961 làm việc cho một công ty xuất khẩu thủy sản tại An Giang. Bà còn đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt khác nhau từ kế toán đến trợ lý và phó giám đốc. Qua thời gian làm việc, bà Trương Thị Lệ Khanh có thêm kinh nghiệm và am hiểu về ngành thủy sản nhiều hơn. Tháng 12 năm 1997, xuất phát điểm với 70 công nhân cùng số vốn 70 triệu đồng và nhà máy thuê lại của công ty Sa Giang. Bà Khanh quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hoàn, nay là công ty cổ phần Vĩnh Hoàn tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Sự nghiệp người sáng lập Vĩnh Hoàn, lúc đầu, phương thức kinh doanh của Vĩnh Hoàn chỉ dừng lại ở gia công xuất khẩu. Chỉ sau 2 năm, bà Trương Thị Lệ Khanh đã cho thuê lại một xưởng sản xuất tại Cao Lãnh và thành lập cơ sở chế biến của riêng mình. Cho tới năm 2007, Vĩnh Hoàn đã chuyển đổi mô hình sang công ty cổ phần. Cùng năm đó, công ty chính thức niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Nữ hoàng cá tra Trương Thị Lệ Khanh cũng không ngần ngại thừa thật yếu tố quyết định thành công của bà và Vĩnh Hoàn là thiên thời và địa lợi. Nhắc lại năm 1995, khi lệnh cấm vận kinh tế với Việt Nam được gỡ bỏ khiến đầu ra cho ngành cá được khơi thông. Kéo theo sự bùng nổ của ngành chế biến xuất khẩu cá tra, hồi tưởng lại thời kỳ hoàng kim của cá tra vào giai đoạn năm 2000 đến năm 2006. Bà Trương Thị Lệ Khanh cho hay, thị trường rất nóng, hàng không bao giờ đủ để xuất cho dù nhiều doanh nghiệp ra đời. Những năm đó, Vĩnh Hoàn không phải là doanh nghiệp lớn nhất và càng ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh. Ngành nghề xuất nhập khẩu, đặc biệt là thủy sản, chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt trong thời kỳ kinh tế cạnh tranh như hiện nay. Suốt 22 năm qua, dưới sự lèo lái của nữ thuyền trưởng Trương Thị Lệ Khanh, Vĩnh Hoàn đã trở thành doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất Việt Nam. Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của Vĩnh Hoàn đạt gần 400 triệu đô la Mỹ, tiếp tục giữ vững vị trí quán quân trong ngành cá tra từ năm 2009 đến nay. Dù yếu tố thiên thời, địa lợi và sự cẩn trọng có giúp ích cho bà Trương Thị Lệ Khanh trong thời kỳ lập nghiệp, nhưng giai đoạn trầm lắng và khó khăn sẽ luôn rình rập doanh nghiệp của bà bất cứ lúc nào. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0, cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, VASEP, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng mạnh đến ngành thủy sản thế giới, khiến cho việc tiêu thụ giảm và xu hướng thay đổi, đơn đặt hàng giảm 35-50%. Doanh nghiệp đầu ngành Vĩnh Hoàn, Host VSC, do CEO Trương Thị Lệ Khanh dẫn dắt đã công bố lợi nhuận quý 2 giảm phân nửa cùng kỳ xuống 215 tỷ đồng. Dự định năm 2020 của người sáng lập Vĩnh Hoàn, bước sang năm 2020, tình hình dịch COVID-19 khiến cả ngành thủy sản chao đảo. Tuy nhiên, nữ hoàng cá tra Trương Thị Lệ Khanh lại kỳ vọng vào lá át bích của mình là collagen và gelatin, CNG. Đây là những sản phẩm có hàm lượng kỹ thuật cao chế biến từ da cá, phục vụ cho ngành dược phẩm. Mỹ phẩm là yếu tố kỳ vọng sẽ kìm hãm đà suy giảm lợi nhuận của Vĩnh Hoàn, nhận định về át chủ bài CNG. Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm, Tổng Giám đốc Vĩnh Hoàn cho hay, sản phẩm này đang phát triển tốt, hầu như không bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh. Kỳ vọng tiếp tục đóng góp tích cực vào doanh thu, lợi nhuận của Vĩnh Hoàn. Theo đó, quý 1 năm 2020 ghi nhận doanh số mảng CNG tăng 31%. Trong đó, dịch COVID-19 phần lớn ảnh hưởng hoạt động xuất khẩu của mảng CNG sang Trung Quốc. Tuy nhiên, lượng công suất CNG mới của Vĩnh Hoàn, tương ứng 75% công suất hiện tại, đang đi đúng tiến độ nhằm hoạt động vào tháng 8 năm 2020. Theo đó, doanh nghiệp của bà Trương Thị Lệ Khanh kỳ vọng cả doanh thu và lợi nhuận từ mảng này sẽ tăng 50% trong năm nay. So với mức đóng góp lần lượt 8% doanh thu và 20% lợi nhuận dòng vào năm 2019. Không chỉ vậy, Vĩnh Hoàn cũng đặt kế hoạch chi tiêu vốn xây dựng cơ bản khoảng 580 tỷ đồng để mở rộng công suất mảng CNG. Công suất kho lạnh mới, khu vực nuôi trồng mới và dây chuyền sản xuất dầu cá mới với tổng công suất khoảng 100 tấn một ngày.
Được biết, Vĩnh Hoàn là công ty đi đầu tại Việt Nam ứng dụng công nghệ cao phát triển thành công các sản phẩm này. Hơn nữa, CNG cũng là mảng mang lại tăng trưởng lợi nhuận cao cho Vĩnh Hoàn khi tăng trưởng doanh thu suy giảm mạnh do xuất khẩu bị đình trệ. Nữ hoàng cá cha Trương Thị Lệ Khanh từng chia sẻ, phải vượt qua khó khăn chứ không phải ngồi than vãn. Với sự cẩn trọng của mình trong từng quyết định, bà Khanh mong muốn đưa Vĩnh Hoàn trở thành một công ty đa quốc gia với tham vọng không chỉ mở rộng vùng nuôi và tăng cường chất lượng, giá trị gia tăng cho sản phẩm mà còn phải làm sao đó để Vĩnh Hoàn có thể bán hàng trực tiếp cho siêu thị với thương hiệu của mình tại nhiều quốc gia. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.